chờ mãi
một lời thôi, lời đồng ý để rước em về nhà anh. Mình thương nhau đã lâu rồi, mình yêu nhau cũng lâu rồi, chừng ngày mình thành thân đấy thôi. Ngại gian khó em ơi, anh sẽ khiến em được vui, là người hạnh phúc nhất ở trên trần gian. Mẹ cha anh đã thưa rồi, chầu cầu anh cũng mua rồi, chừng ngày mình thành thân anh ơi. Vì anh yêu em, yêu em, yêu em nhất trên đời, thương em, thương em chẳng đôi rời, cuộc tình thật thà này đã trao anh rồi. Ngày mai dù là khổ đau buồn vui, dù giàu có hay nghèo khó cũng vậy thôi, chỉ cần bên nhau đến mai sau, yêu nhau thương nhau đến bắt đầu, tình này trọn đời cũng chẳng phải uổng màu. Thành thân là mình mãi thuộc về nhau, là sống thật hạnh phúc bên cạnh nhau. Bên lâu thôi, lời đồng ý để rước em về nhà anh. Mình thương nhau đã lâu rồi, mình yêu nhau cũng lâu rồi, chừng ngày mình thành thân đấy thôi. Ngại gian khó em ơi, anh sẽ khiến em được vui, là người hạnh phúc nhất ở trên trần gian. Mẹ cha anh đã thưa rồi, chầu cầu anh cũng mua rồi, chừng ngày mình thành thân anh ơi. Vì anh yêu em, yêu em, yêu em nhất trên đời, thương em chẳng đôi rời, cuộc tình thật thà này đã trao anh rồi. Ngày mai dù là khổ đau buồn vui, dù giàu có hay nghèo khó cũng vậy thôi, chỉ cần bên nhau, bên nhau, bên nhau đến mai sau, yêu nhau thương nhau đến bắt đầu, tình này trọn đời cũng chẳng phải uổng màu. Thành thân là mình mãi thuộc về nhau, là sống thật hạnh phúc bên cạnh nhau. Anh yêu em, yêu em, yêu em nhất trên đời, thương em chẳng đôi rời, cuộc tình thật thà này đã trao em rồi. Ngày mai dù là khổ đau buồn vui, dù giàu có hay nghèo khó cũng vậy thôi, chỉ cần bên nhau, bên nhau, bên nhau đến mai sau, yêu nhau thương nhau đến bắt đầu, tình này trọn đời cũng chẳng phải uổng màu. Thành thân là mình mãi thuộc về nhau, là sống thật hạnh phúc bên cạnh nhau. Bên lâu mai này em xấu đi thì anh có còn yêu em như lúc
khẽ mỉm cười anh nói em thật ngốc nghếch. Anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay. Thôi thì em giấu cho riêng anh ngôi nhà trong trái tim mẹ. Lúc giận hờn trách móc lo sợ mất nhau, xin hãy tự vào vai nhau. Bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau. Từ đây em không còn khó, không có nước mắt đen rèn một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau. Sắp năm nay xuống trời, anh năm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thắng đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Thôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay đến ngày mùng hai có ai đi ngày mà em ngờ đâu anh mang trầu cao qua nước châu luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to tình cò ra muôn. Thăm thì nghe xe mặn nồng yêu thương lắm mênh mông.
rừng tình yêu anh và em trên cao nguyên buồn thanh, ngày con sóng lắng đồng và từng chiều ta gặp nhau, chỉ còn mình em và anh say sưa trên đời ca, trao cho nhau chiếc vòng này là tình yêu đầu tiên. Khát khao có em về bên anh, nhé em, hỡi em về bên anh. Chuyện tình yêu anh và em ngân nga nên lời ca vang lên trong khúc chiều, mùa xuân ta gần nhau, chiều từng chiều anh gần em, anh thương em nhiều lắm, bao yêu thương ôm ấp này trọn đời anh xin tặng em. Khát khao có em về bên anh, say sưa trên đời cao, trao cho nhau chiếc vòng này là tình yêu đầu tiên. Xuân ta gần nhau, chiều từng chiều anh gần em, anh thương em nhiều lắm, bao yêu thương ôm ấp này trọn đời anh xin tặng em. Khát khao có em về bên tại hôn trường của đại gia đình ông bà cho hôn mà ướt mỹ ướt để cùng chúng vui chúc mừng cho vị lễ vu quy của cô dâu hờ ướt la sẽ duyên cùng chú rể y tam lô trong ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay thật là tuyệt vời khi tất cả chúng ta đang có mặt tại nơi đây phải không quý vị, và tuyệt vời hơn khi tất cả chúng ta đến đây để sẽ chia niềm hạnh phúc hân hoan tuyệt vời nhất cùng với cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay phải không quý vị. Và trong giây phút này đây, Y Phạm Nia sẽ không để cho toàn thể tất cả quý vị và các bạn phải trở lại lâu hơn nữa. Bởi lẽ vu quy của cô dâu Hờ Ước La xin duyên cùng chú rể Y Tam Lô xin phép chính thức được bắt đầu. Và
Vâng, lần đầu tiên cho phép người dẫn chương trình Y Phạm Nia đến từ Buôn Ca A, xã Chum Gar, huyện Chum Gar, tỉnh Đắk Lắk xin được tha lời cho hai bên gia đình, đặc biệt là đỡ lời cho cô dâu và chú rể, cùng toàn thể anh em những người thực hiện chương trình nhà hàng tiệc cưới Tống Gia đến từ thị trấn E Trăng, huyện E Leo, tỉnh Đắk Lắk. Anh em ban nhạc Son La đến từ thị trấn Airport, huyện Chum Gar, tỉnh Đắk Lắk xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể tất cả quý vị. Một lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng thân thương và nồng nhiệt nhất ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, một năm cũ đã qua đi và tất cả chúng ta đã và đang cùng nhau bước đi trên một con đường của một năm mới, phải không quý vị? Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phúc lộc đưa nhau đến từng nhà, vài lời cung chúc tân niên mới, vạn sự an khang, vạn sự lành. Và một năm mới xin được kính chúc cho toàn thể tất cả quý vị an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát lộc phát tài. Lòng cái cô cứ chỉ trang gặp đôi này phù thầy, miệt oa khám đuôn, miệt mà này prong yong mây tay cái tam nira. Lòng cái cô cứ thầy clang, giang buôn, nút cọ e, ra cọ buôn, cô kẹ kia thầy buôn buồn sang. Lại nên vắt cái chỉ trang đầu phung cọ răng bầu, lộ răng giáp. Vì bi hình nô mê nam thông cọ sụn lạ, mạ kẹ kẹ ngang, trồng chương, kẹ xong cai, đường bà đại hăng nằm ế choa. Chẳng mọc lầy hợp mạc nhai cả tòa chỗ ông bộ ông râu, hờ ướt hồng y tá, à lòng giang rời này. Sơn ăn dạp hộp đụ tạo lào hình, có chẳng bị la cả tòa nạc gặp vui. Bị la cả tòa cho ông bộ ông râu, lại nên vật cái chiếc trang dòng mây tây buồn bể gồm tổng gơ. Dòng mây tây tục rẽ sạch giam, hợp mạc mới sắp phải mươi cái chiếc trang gặp vui này buồn trầy. Một lây sơ phra, lục lây hợp mạc, lại nên một lây hít đạo bên an, nàn nào lòng la rủ. Ơi gặp vui, ơi nơi buồn trầy ơi, xâm prong kha, rèm mò lọ bú, ra prong tiên, tiên prong ta. Lây hợp mạc hạch mươi, bằng họa bị cuốn cả tòa cho ông bộ ông râu trông lại rất cực lây hợp mạc. Biết oa khoam tuôn đưa mà đề like lên này thì cây tam mình nào cực rõ, nè ra mình nào cực dũ. Chẳng lây tu bằng hoa, càng rõ bực ma. Nhiết đúng ung mộ, sâu bồn ta, cả mạc lây khắp. Liệt gùa xua say, lây bọc khắp xích bình dụ đoà. Đi gỡ chẳng hương là hỏng biết đoà oa. Thì cây lem nè sâu, cả mạc ung mộ. Bí nôi cả chôn, hôn cầm nga, nạc ai tam ra, phèn cực niên ngày hăng. Sân nhớ, ung là bìm quốc, mộ là bìm pla, nạc ai tam ra là bìm chinh. Vì màn thành cơ cố cầm nữ trầy, lấy cây hồng nè thành màu uông hồng mộ. Sang tay tì đư, sang yong tì thung. Sa bòi sung mừng này cân ọc tì gỡ chẳng bị cắt tóc lấy giữ hồng biết. Rồi này dì chàng gặp dùi nữ tù trầy. Vì rè tàu chương là tì buồn rào này. Mười sập chinh, sập chát là tuôn. Na dụ buôn, gàng cân ọ lan, lọng đinh bự này đinh buốt. Ai xếp dạng này yong làm mì đuôi, ai tài làm cùm. Vì chùm bà là dì chàng gặp dùi nữ tù trầy. Bí ra lùm cú, ý nụ bên áp làm rồi hợp mạc ách mươi. Bằng họa bị cốt, tựa cho ông bộng râu, làm giang rồi tầng này. Cái dọa nâng nhờ chí trang gặp dươi nơi bộ trầy. Vì phim tâm bộ sổ lạ, mạc cái cây ngàn, trùng chương, cây xóm cai, cho bạch hăng. Năm y chua, chẳng mọc lầy hợp mạc nhai, tựa cho ông bộng râu, làm giang rồi tầng này. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay là một ngày vui, ngày hạnh phúc của hai bên gia đình. Khi hai bên gia đình đã kết thành tòng gia và đôi bạn trẻ của chúng ta đã nên duyên vợ chồng, phải không quý vị? Đôi bạn trẻ của chúng ta đã từng trải qua những thăng trầm, những ngày nắng, ngày mưa, gió và bão giông trong tình yêu. Và đôi bạn trẻ của chúng ta cũng đã từng trải qua những cảm xúc ngọt ngào nhất trong tình yêu, phải không quý vị? Và ngày hôm nay không có gì hạnh phúc hơn và tuyệt vời hơn khi đôi bạn trẻ của chúng ta đã chính thức nên duyên vợ chồng. Kính thưa quý vị, yêu và được yêu, đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta, phải không quý vị? Và đó cũng chính là món quà cuộc sống tạo hóa đã ban tặng cho tất cả chúng ta. Ngày xưa ông cha ta thường có câu nói rằng: cây ra hoa rồi cũng có ngày đâm quả, trái chân cành rồi cũng có ngày sẽ chín. Và tình yêu cũng thế, khi tình duyên đã đến, hai con tim yêu tự động tìm về với nhau và kết lại thành một. Bởi thế mới biết trong hoa đua nở một giờ không bằng một phút đợi chờ hôm nay. Giờ đây hai họ sánh vai, đẹp duyên vai ngầu chúc mai một nhà. Cô dâu hở ướt thì đẹp như ngọc ngà, còn chú rể y tăng lô thì mặn mà yêu thương. Giờ đây hai họ chung đường, kết tình thông gia hạnh phúc hai nhà. Hôm nay quá thực không phải là một ngày bình thường, phải không quý vị? Hai bên họ hàng xung vầy yêu thương, bà con họ hàng láng xóm thì rộn ràng yêu thương, tay bắt mặt mừng. Và đây cũng chính là niềm vui, niềm hạnh phúc, cảm xúc ngọt ngào nhất mà cô dâu và chú rể đang được cảm nhận trong ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý của hai bên gia đình và chính quyền địa phương. Hôm nay ngày 19 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 9 tháng 12 năm Quý Mão,
đôi bạn trẻ của chúng ta đã quyết định tiến tới hôn nhân. Và đây cũng chính là lý do duy nhất mà toàn thể tất cả quý vị đã và đang có mặt trong buổi lễ vô quy ngày hôm nay. Xin quý vị chúng ta hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn và nồng nhiệt để cùng chúc mừng ạ. Mến hiện diện trên sân khấu của chúng ta ngay lúc đây là một chiếc cô dâu xinh xinh và một anh chàng chú rể rất là đẹp trai và bánh trai. Và cảm giác của cô dâu và chú rể ngày hôm nay có hồi hộp không ạ? Rất là hồi hộp. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, cô dâu môi đỏ má hồng, bên cạnh chú rể ngực cài vòng hoa. Cô dâu thì mỹ nết na, bên cạnh chú rể hào hoa phong trần. Và một lần nữa xin quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong năm hạnh phúc đi ạ. Vâng, thưa quý vị, trên đây là sự hiện diện của đôi bạn trẻ đẹp nhất, lung linh nhất và hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn thiếu sự có mặt của các bậc song thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể. Và trong giây phút này đây, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời thân sinh phụ mẫu của cô dâu và chú rể, cùng chính là những nhân vật chính tiếp theo sẽ cùng trở về sân khấu để ra mắt hôn trường. Đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng kính mời thân sinh phụ mẫu của cô dâu, ông Ama Ướt và bà Ami Ướt sẽ cùng trở về sân khấu để ra mắt hôn trường luôn ạ. Xin anh chàng cả câu bị cầu ba Ama Bọc Bạ của cô dâu ở đây. Lời mẹ dạy con đó sẽ vẫn như mãi lời dạy của cha đó. Dẫu có sương
Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay có thể nói là một ngày vui và là ngày hạnh phúc nhất của hai bên gia đình, phải không quý vị? Đặc biệt là đối với cô dâu và chú rể, khi đón nhận được rất nhiều tình cảm thân thương mà toàn thể tất cả quý vị đã về đây chung vui chúc mừng cho buổi lễ vô quy của cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Tất cả quý vị đã không quản ngại đường xa xa xôi, bất chấp thời gian quý báu vàng bạc của mình để về đây chung vui chúc mừng cho hai bên gia đình, cũng như chúc mừng cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc. Và để đáp lại những tình cảm thân thương cao quý ấy, thì ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời hai vị đại diện của hai bên gia đình sẽ cùng trở về sân khấu để có được lời phát biểu. Đầu tiên xin được trân trọng kính mời vị đại diện đến từ họ nhà gái, đó chính là bác Ma Trâm. Xin chào các cô, yêu thư các bộ vị là thì có sẵn nè. Em sẽ xì, oa Ma Trâm, rẻ đi tình đường nè, chẳng mọc lại bụi chuyên bẹo hồn chân chẳng gặp người này phù trây. Là ân là chẳng yêu thư các cô, các bộ vị là thì có sẵn ngày cây. MCMC ICN ready tình nước này trong một lời blue sườn bẹ hồn chị trang đọc như này phụ trời. Năm đứng bông này chẳng gặp cầu cờ bồ lụ chươn lại gặp binh thì gọi sang đoàn ăn gặp vui làm rằng huyền tập này CMC ai trọ rẻ đi tình đường này chẳng mọc về vụ chươn bẹ hồng chính chẳng gặp vui nếp vui nào hỏi trạng lại gặp binh làm rằng huyền tập này năm chẳng gặp cầu cậu à. Năm xì lô bập lụ của là chắc IT thành có lòng cung đoàn ăn gặp vui tình cầm ni tình kè đây sẽ xây hơi mát và cho môn này là gọi là chắc em tay tay buồn tay là vui sẽ xây lùi bọc bức bọc ma bọc mục na sẽ xây lì chân là em ác thầy tòa bục quốc cả xa giao tòa châu môn hả này sẽ xây lùi em ta làm cái ba sẽ xây về bạp nhai và màu đa bạc lại lúc lao nà ri sẵn cái bạp nhai bây làm bọc bọc mặt cái này sẽ xây lùi thầy dọn này để có anh tí ma thì nạc bạc bạc bây giờ dù xếp sẽ xây kẹt phê bây ông màu tình yêu màu cây xoay ra lên màu quầy bị khắp đường bằng hôm nay rộng rộng cùng tuần khoa rộng rộng dạng kỳ ra màu châu màu chạy liền là câu tình yêu sẽ xì lực râu rây em đây đây kể đây rồi một cái bước câu rây em đây đây màu quầy xoay ra vì là từng đây xếp lựa được câu ý tiết ma thì nạt để bạc bạc sẽ xì kết kỳ rây em đây 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 đừng buồn ta hay là cái bươi sẽ xì bẹt đến nay vì thì làm lâu rộng quan chạm màu quầy tắp đi mang chạc xem sân xì rồi này lâu quầy doa hoặc cùng nâng bằng hoa này liền có ai tiết sẽ xì kết kỳ rây nâng bằng hoa cái này màu quầy chạc màu quầy xem sân xì lâu quầy bằng hoa này để ngạc cái dô tình cả có một điểm mà thì nát tại bậc ba mẹ ở màn hay điều gì nhận biết về lòng phong màng phải thi chẳng được thật ra cái phải ít chẳng phải có thể làm sẽ xin điều gì nâng văn hóa bị giáp đi phải gặp mày thời này đi phát với quay xong mày ngã tôi xin mày thâu bạc cả rằng nữa đam ít lùi mày lễ làm quen lời đẹp đó em lại bởi mày mừng mừng dàng chát Amen có một điểm mà thì nát tại bậc ba mẹ Amen bây giờ chắc bậc kim bạc. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì tất cả chúng ta đã cùng nghe nghi thức tôn sáu đại diện hai bên gia đình. Và ngay bây giờ thì xin được trân trọng kính mời vị đại diện đến từ họ nhà gái có đôi lời phát biểu, xin được trân trọng kính mời bác ạ. Sedang còi lo hem còi lo ram mò bẹ cái chi giang gặp duy nơi phu rê làm quen ác nhai của tòa châu ung bộ rồi này. Lên cọc chim cò sẽ cọc cọc luôn chi chăng cặp đôi dưới pool ri căng pha kèm ạc nhai kèm và yêu ủng mộ này thì là yêu ủng mộ dần lệch lệ là đám cưới tân hôn sân nít là sẽ hăng là thôn xuôi là hệ gạo thôn rô là trô có luôn có chi chăng cặp đôi dưới pool ri căng pha kèm ạc nhai thì sang tí mới ướt tí và ướt được nè mồ hoặc là cũng có một chiếc eo hệ ủng bộ hợp là châu chẳng có một lần ác nhai rồi chẳng có thần rốt là một chặt xàm hình lên chi chàng gặp dươi nơi bồn rê ạp sẽ mơ rốt cái thần rốt nắp nè sẽ sẵn mang mươi lần ác nhai sẵn ăn chi chàng rê chẳng có một lần đắp bên nàng nào lần ác nhai sẽ xí sẵn nè mơ sẵn ăn có một mô bồ lũ có bồ lũ mà bé tự dụ ta lùm tạc là bồ lũ chúng ta chẳng có bồ lũ. Sân rừng này là chính xác hơn có
ni là chất cờ chi trang tre lê cam pha là làm ác nhai thì bức sang thì như thế này thế lui hay bỏ bớt bỏ ma lui hay bỏ ai già làm bức sang về cái tên hình gốc không làm ác nhai thì như thế này sân còn ni là chất cờ chi trang tre một là soi pha không trong thôn rồi lô tê sập lư còn ni là chất cờ chi trang đã bị nuôi dưới bồn con tê bị qua tham tuần đúng không nhé xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu tâm đắc nhất đến từ vị đại diện của họ nhà gái. Và ngay bây giờ thì xin được trân trọng kính mời vị đại diện đến từ họ nhà trai cũng đưa lời phát biểu xin chân cả cầu ASEAN. Xin chào đại cô và tình cái kẻ ảnh xin này lo hình có bầm ni là chắc đoàn nào gặp duy tình cầm ni tình cái kẻ lúc của MC đập qua làm một hồi cưỡi này lúc cúc gia tránh tông gia hiền nghe theo lúc cúc chính quyền đập hương lúc cúc giàn nhạc sau la hiền airport thị trấn tuần ga sang hồi nay sẽ bỏ gõ thế này từ cầm nghi từ nhóm cộng ra hãy về bằng hoa nặng này nhô về bằng hoa về cuộc mộ để cả cuộc mộ đẹp là cuộc cả để lại là xin lên cuộc này yon lấy gì hôm nay yo mùng nhung mùng mát nhô hôm nay mình đi cộng ra về bằng hoa về cưới sang có bụng bẹ sang lời đâu hết có bằng nghi là chắc phong mẹ phá quan tuôn từ một giao này một đêm mẹ này mẹ này prâu lên có đồ bình ni là chắc là gì chăng phong gặp người về bùi rê mừng gặp mừng bùi thì chừng trô mẹ này vừa bộ gọi mẹ này thì lùi vừa bước vừa sang vừa vừa ma sân mẹ ủ mẹ chắc gìn thì chừng là mẹ ác tựa chỗ ủng bộ mẹ rò thế này mẹ ác đi mẹ ma bè đàn xích nít là phong bùi vua rê gì nhiều prâu đi bất cứ tham mộc là sưng gặp đuôi người phụ mừng gặp mừng vui trong phật này các cùng gục sẽ là buộc gọt mà trên này căn đi ngã căn đi anh cái yêu mộc là từng gục không gặp đuôi thế sưng có lọ sập rưỡi còn dược là rượu có bên ni là chắc ở dị giang gặp đuôi người phụ thế vắt lắm buồn vắt mừng gặp mừng vui ở có mang mùi cái bằng họa giặt bằng game bạc có mang mùi đi xoài ta như nào đúng không nên là chắc sắp lôi xem xin chặt trên hè đồng bằng bồ la tên nàng gọi sang ngày cây với kính thưa quý vị những lời phát biểu ân cần những lời cảm tạ muôn lần khắc ghi xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu tâm đắc nhất đến từ vị đại diện của hai bên gia đình với kính thưa quý vị và các bạn thân mến và trong giây phút này đây xin được trân trọng kính mời toàn thể tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về trung tâm sân khấu tình yêu để cùng nhau chung chia những niềm vui niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tiến về thắp bánh để cùng nhau sẽ chia những chiếc bánh ngọt trong ngày cưới đi ạ. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tiến về thắp ly để cùng nhau rót những ly rượu hồng ngập tràn hạnh phúc trong ngày cưới đi ạ. Vâng thưa quý vị, ngất ngay say đắm tình hồng, ngất ngay hạnh phúc tình hồng thiết tha. Dù cho bão tố phong ba, thuyền tình vững lái vượt qua gió ngàn. Mừng hạnh phúc nồng nàn, đắm say hạnh phúc ngon và yêu thương. Ai gặp cưới, ơi người cô trời ơi, bình đề đã like us này. Cảm ơn đi bộ phá, cơ tơ mà bộ cơ chúc, cơ ngàn cơ chức e năng trong cực môn cơ tơ bị rè chặt chinh. Sân nhắc làm hồi hợp mang cánh mươi bằng hội bị cuốn ở tòa chỗ ủng mộ ủng rõ làm rằng rời tầng này chẳng cơ cao ở tòa chỗ ủng mộ ủng rõ dạ cơ cho cơ bê ủng dơ cơ bị bộ bạ mà bộ bạ chẳng mộc lây thò chăng mộc lây thò xăng cơ bị bộ bạ mà bộ bạ làm rằng rời tầng này với cái thứ quý vị con trai như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là tạo con. Cảm ơn sinh thành dưỡng dục của các bậc song thân phụ mẫu thật là lớn lao biết bao nhiêu phải không quý vị. Niềm vui niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay cũng được ươm mầm từ chính những đôi bàn tay yêu thương cao quý ấy. Và trong ngày vui ngày gặp sàn hạnh phúc hôm nay cô dâu và chú rể
cũng muốn dâng lên các bậc song thân phụ mẫu của mình với ly rượu để tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc nhất. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, và trong giây phút này đây chính là giây phút chờ đợi nhất và khoảnh khắc quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Xin quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về trung tâm sân khấu tình yêu để cùng nhau chứng kiến giây phút cô dâu và chú rể sẽ cùng nâng lên ly rượu giao bôi. Vâng, thưa quý vị, rượu nồng nâng chén giao bôi, đôi ta cùng uống đẹp duyên tháng ngày, đẹp tình đẹp nghĩa mẹ thầy, và đây đẹp nhất là ngày hôm nay. Và để cùng nhau chung chia những niềm vui niềm hạnh phúc cùng với cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay, xin quý vị chúng ta hãy cùng bật nắp bia, bật nắp nước ngọt rót chân ly và cùng nhau nâng lên ly rượu của mình, hô một tiếng rô thật lớn để cùng chúng vui chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong năm hạnh phúc đi ạ. Quý vị chúng ta đã sẵn sàng chưa? 1 2 3 vô. 2 3 chúc mừng. Cho phép người dẫn chương trình Lý Phạm Nia xin được theo lời cho toàn thể tất cả quý vị đang có mặt trong buổi vui ngày hôm nay, theo lời cho anh em những người thực hiện chương trình, nhà hàng tiệc cưới, tổng gia đến từ thị trấn Ea Răng, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk, anh em ban nhạc Son La đến từ thị trấn Ea Bốt, huyện Chung Cang, tỉnh Đắk Lắk, xin được kính chúc cho hai bên gia đình được bền lâu muôn đời, vui tươi hạnh phúc, đời đời an khang, tương lai no ấm giàu sang, công danh sự nghiệp vững vàng đi lên, chúc cho đôi lứa vững bền, tình duyên suôn sẻ sớm nên vợ chồng, chúc cho cô dâu chú rể ấm lòng, sớm sinh quý tử con rồng cháu tiên. Và ngay bây giờ thì xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng tạm thời trở về lại bàn tiệc để cùng nhận những lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến từ toàn thể từ các vị đã có mặt trong buổi lễ vu quy ngày hôm nay. Oh, 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 oh
ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình già nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chi chia cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Change.
chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây, yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Show me how you move it, go ahead, put your back into it. Do you think like it ain't nothing to it?
Simon Dominic, Simon D-O-M-I-N-I-C.
Lie Remix.